đấy ai làm á đêm thương ngày nhớ, chẳng ngờ là để nợ hay duyên lang quân lúc những ưu phiền. Tùng nguyên nào biết mấy phèn ý thảm sâu, Ngọc Hồ thần nữ
ở miền thoải cung. Thánh gia hồi cung phục mang tôn quang lễ đình, ra tay sát quỷ trừ tình chóc tà. Dành độ cho đệ tử trường sinh.
nhất phẩm canh vàng lá ngọc bé cư hoàng nhất nhất bậc chỗ đó kia đi không Hãy subscribe
cứ trời là đại hạn nắng nôi tuôn qua nền áo vũ một thôi tiền chữ tướng đáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy binh bộ binh tùy tả sai binh bộ binh tùy sai binh bộ kéo đi thầm bầm ở bảng chính là trung tâm có sao dâng lên hôm nay có sao dâng lên quan về tấu thôi chép biên dành dành độ cho đế thủ thượng sinh xưa nay
sức dày tiền cung sổ hội đồng một tay cầm giữ Hoa
hoa đua nở thú chơi hoa phải biết thưởng mùi hoa. Đã đẹp lại thêm hương bà ngát màu trong tư ngọc trắng nào thua. Mặn mà thấy mọi vẻ đều trăm hoa đua nở bốn mùa sơn san sát không đâu bằng phố cát đồi nga đồi cô phủ cương quan tâu tôn thần và lớn thái tử đức đệ tam phương vi diện mạo lòng nhàn khác thường. Thank you.
lanh thâm một tuần hương tấu về thủy phủ các phương các tòa tiên đình chốn đây diêm là tấu về cho tới vua cha đồng đình vốn dòng là tương thoại tình chú trường sinh thank you.
Nhật Xuân Thiên hả? Thành ta chắc dáng thiện đường, chắc dáng dương đồng họ Đinh. Thế mà trên thượng tấu đế đình, dưới hạ trình long cung vài phủ hả? Thế mà để chính tâm cho thủ nhang họ Đinh họ Trịnh, nhất tâm chí tiết nhất dạ chí thành hả? Thế mà để chúng tâm có thể pháp sư cung văn cả hữu hai hàng phò giá. Thế mà để chúng tâm cho đồng đền đồng điện thủ nhang các lính các ghế bốn phủ chuyên nhân chuyên gia. Thế mà nhà nào con anh ta cung phủ cho lộc đấy, nhà nào được phúc đấy, để phúc lộc để đa. Thế mà anh em ta cung phủ để quốc thái dân an, để tứ thời bát tiết phong thuận vũ điều hả? Và tức thì quân Mẫn Gia Lô đại điện các dừng nước về phải quốc thank you.
mang bắc ngân hà câu ô, mang bắc ngân hà liệt hàng tinh đầu bày ra truyền văn võ tôi hà tiến binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ văn sớ tiến dâng thương là văn sớ tiến dâng quan vì tấu đô xếp tiến dành dành độ cho đệ tử trường sinh một tòa ngôi cao.
dập dập đi sang đây. Truyền thiên đội vạn cơ tôn quan bây giờ chắc giang anh linh trước về khám xét bản đề. Gia đình trước là khám phá gia đình, sau là thu chóc tà đình quen này giàu thì biết hay. Văn sớ tiên dân thượng là
lại văn sơ thiên dân quan về tâu đôi chép điên dành dành đậu cho đệ tử trường sinh. Thank you.
vừa gặp lúc rời yên biển làm ý triệu bách thần truy tặng phóng công quan tuần tranh lẫm liệt ông cứu dân hộ quốc phong công hàng đầu long châu thể phục ý tuần
lịch sử đáng trai anh hồi cùng đền dòng hôm mai vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ tia cũng đồng đồng vào ra thánh giá hồi cùng chảy hội đông quương mão nhì chảy hội đền đông quương thỉnh chúa bà trăng sáng bản đền hôm nay trên ngàn đầy gió quân rung cây dưới khe cá lặn nề chim bay về ngàn cánh khuya nguyệt làn sao tàn ý
trời, môi son má phấn, miệng cười như hoa, mái tóc mấy ra nga điểm tuyết đôi mày ngài, vẻ nguyệt tô son càng nhìn càng thắm càng rong. Tròn khuôn trăng, tay tháp bút hàm răng ngọc thạch, tai hoán vàng hổ phách kim cương, quần chân áo chít khác thường. Thank you.
chân áo chín khác thường, chân đi hải xảo tưởng nhường khai hoa. Đầu ngón chiêng lắng hoa trầu quẩy, lưng đai xanh bồ đầy dao quai, trên đầu lược dắt châm
Thank you.
Lục châu